Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Cút cùng nhà bếp. Hôm nay Nguyên Cút sẽ giới thiệu với cả nhà món ăn tráng miệng lít thơm ngon bổ dưỡng và béo béo, đó là món chè hạnh nha đam xoài nha các bạn, rất đẹp mắt và thơm và ngon và béo luôn nha. Bạn nào mà hảo ngọt thì còn không mau vào đây nữa. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chế biến nha các bạn ơi. Rồi nguyên liệu chúng ta có như sau nha các bạn nha. Chúng ta sẽ có xoài các bạn nha, xoài cá các bạn đó, sẽ làm bây chính đó, 100 g. Rồi và chúng ta sẽ có 100 ml nước các bạn nha. Và 5 g bột đó con các bạn. Đó, con giòn hay dẻo cũng được các bạn nha. Và chúng ta sẽ có được là 50 g các bạn nha. Rồi tương tự cũng vậy nha. Nha đam sẽ có 100 g nha, với bột nước các bạn nha. Và 100 ml nước. Rồi. Cũng tương tự các bạn nha, mình sẽ có 5 g bột bờ rau câu và 50 g đường các bạn nha. Mà là ngọt thì có thể tăng đường lên các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ trộn đường và bơ câu lại các bạn nha. Mình ở đây mình sử dụng một cái câu dẻo các bạn cho nó thơm ngon. Còn bạn nào muốn cứng á thì dùng một câu giòn nha. Câu giòn mình chỉ cần ngâm nước trước thôi. Rồi, tương tự cái bộ rau câu của nấu cho nha đam các bạn nha, cũng trộn chung hết. Rồi sau đó mình sẽ lấy nha đam các bạn, cái nha đam này mình ngâm tươi á, các bạn lấy về các bạn cắt bỏ vỏ, sau đó mình ngâm muối các bạn, đó mình đang ngâm trong muối đó. Trong khoảng 15-20 phút mình sẽ trộn nha đam qua nước sôi có tí xíu giấm các bạn. Đó, sau đó mình sẽ lấy nha đam. Sau khi mà chần nó sôi mình sẽ xay nhiệt bạn nha. Tương tự thì cái phần mà xoài cũng vậy, mình cũng sẽ xay xoài chung với cái nước luôn. Đó. Mình sẽ xay cho nó nhuyễn rồi sau đó mình sẽ nấu chung với cái bộ rau câu của bạn, nó sẽ thành cái hành rất là ngon và dẻo của bạn nha. Đó. Thì cái định lượng rau câu này mình sẽ cho ít hơn định lượng trong cái việc sử dụng một phần nửa các bạn thì bụng con nó mới dẻo và dai các bạn nha, các bạn lưu ý. Rồi nước sôi thì mình lấy cái nha đam mình đã ngâm muối nãy giờ các bạn, bây giờ mình trộn cho nó sôi. Các bạn hay cho thêm xíu giấm nha, cho nó khử mùi hành tàn luôn, cái mùi của nhựa các bạn. Đó. Sau đó các bạn nhớ nha, mình vớt ra mình chần và mình trộn nước lạnh lên mình nha, để sốc nhiệt các bạn. Đó, sau nước lạnh xong các bạn hãy ngâm và với nước đường á, để nước đường nó hấp thu vào trong cái nha đam thì ăn sẽ rất ngon các bạn nha. Và cũng sẽ bớt cái mùi tầm mùi nhựa đường các bạn, ăn rất ngon các bạn nha. Đó. Rồi mình sẽ lấy cái phần nhân nha đam ra đó, phần xoài mình đã xay xong các bạn ha, 200 g xoài. Và đây mình sẽ làm tiếp là 100 g nhân nha đam cùng 100 ml nước các bạn nha. Đó, mình sẽ làm thành nha đam đó. Thì có nhiều bạn sẽ hỏi mình là sao mình không lấy cái nha đam này cắt nhỏ mà ăn luôn, thì mình nói về thật này mình xay xong mình lấy nước á, mình sẽ có cái bộ đầu câu á kèm với đường á sẽ ngon hơn các bạn nha. Nếu mình ăn không á thì nó sẽ không có độ dai, độ sực sực đó, độ giòn. Nên mình làm cái này á, sẽ vừa có cái độ dai sực của gần giòn của cái hạnh nha đam mà lên mình cắt á, nó sẽ đẹp hơn các bạn, đều hơn đó, màu sẽ đẹp nữa.
Rồi sau khi xây xong hỗn hợp nha đam và hỗn hợp xoài bắt đầu mình sẽ nấu ra con các bạn nha, nấu thành các bạn đó, mình sẽ đổ hỗn hợp nha đam vào các bạn nha, mình sẽ nấu sôi lên rồi bắt đầu mình cho cái hỗn hợp rau câu với đường nãy mình trộn chung á, mình nấu cho nó đông lại là mình đổ khuôn các bạn nha, sau đó mình lạnh, sau đó khi mà khuôn đông lại thì mình sẽ lấy ra mình cắt thành từng miếng mình làm thành các bạn nha, đó, nó đơn giản thôi. Thành xong rồi bắt đầu mình sẽ nấu nước nước sữa dừa các bạn, ăn rất thơm mà béo luôn các bạn nha, rất ngon luôn á. Đó, mình để nước sôi lên. Rồi sau khi nước đã sôi bắt đầu mình sẽ chuẩn bị cho cái bột rau câu vào các bạn nha, rau câu với trộn với đường rồi đó. Đó thì hỗn hợp này nó sẽ sệt lại và đông lại ăn rất dẻo và dai giòn các bạn. Rồi sau đó thì mình chỉ cần lấy hỗn hợp trên mình đổ vào các khuôn các bạn nha, thì các bạn có thể dùng khuôn sắt nhớ hoặc là tốt nhất là dùng khuôn nhựa các bạn, nhựa mà chống nhiệt á, nhựa giống kiểu lóc lóc á, mình đổ vào luôn sẽ giữ an toàn về sức khỏe các bạn nha. Rồi tương tự thì mình sẽ đổ tiếp cái phần nấu cái phần mà hỗn hợp xoài các bạn nha, xin tới xoài lên đó, sau đó mình trộn với bột rau câu để làm thành xoài các bạn nha, nó màu rất là đẹp nha. Để sôi lên giờ mình sẽ cho bột rau câu vào, nó như đường vào giống như cái nha đam các bạn nha, tương tự vậy thôi. Sau đó thì mình sẽ cho vào khuôn luôn và để lạnh hơi, để lạnh xong mình sẽ cắt làm thành các bạn nha. Về cái phần nước để nước mà ăn kèm với chè các bạn, mình sẽ có sữa tươi các bạn nha, là 200 ml đó, và 200 ml nước cốt dừa các bạn nha, và chúng ta sẽ có là 100 g đường các bạn nha đó. Thì bạn ngọt muốn hơn thì các bạn hãy cho thêm 100 g đường nữa là 200, nó sẽ ngọt hơn các bạn nha, nhưng mà mình nghĩ 100 g đường là ok các bạn. Rồi mình sẽ cho hỗn hợp và sữa tươi cộng với nước cốt dừa mà mình nấu chung, mình cho thêm đường vào là nấu lên là xong rồi nha. Các bạn lưu ý đừng để nó sôi, các bạn sẽ bị tách lớp cái phần dừa, nên các bạn hãy dừa mới ở tầm 70-80 độ đổ lại là sôi sôi, mới vừa sôi gần tới thì mình tắt bếp được các bạn nha. Hỗn hợp rất là ngon, sẽ kết hợp giữa độ béo của dừa và cái độ béo của sữa, rất là ngon các bạn. Đây, dừa đó là độ béo của thực vật, còn sữa độ béo của động vật, hai kết hợp nhau rất là ngon luôn đó. Rồi sau khi hạt đã đông xong, bắt đầu mình sẽ dùng dao mình cắt theo bốn góc các bạn, để mình nảy cái hạt ra các bạn nha. Đó, sau khi thế này thì các bạn cắt thành từng khúc khúc nhỏ thôi, để mình làm cái hạt nó rất là ngon và đẹp luôn các bạn nha. Đó.
Còn kích thước thì các bạn hãy tùy, muốn nhỏ muốn lớn thì tùy các bạn nha, như vừa ok nhất các bạn ơi. Tương tự cái phần thạch xoài mình cũng sẽ như vậy các bạn nha. Mình sẽ lấy cái thạch ra rồi sau đó mình sẽ dùng ra các hai phần khúc nhỏ các bạn nha. Đó. Rồi nguyên liệu đã đầy đủ các bạn ơi, bây giờ mình chỉ việc lên món trang trí rồi bà thưởng thức hoa cả nhà nha. Rồi cho nguyên liệu như thạch xoài, thạch nha đam vào với nước cốt dừa, đó trang trí thêm một chút dừa tươi ở trên nữa. Ôi ơi ăn rất ngon các bạn nha, tuyệt vời luôn các bạn ơi. Giờ quá đẹp, quá thơm, quá ngon luôn cả nhà nha. Đó, từng muỗng nước dừa thơm thơm béo béo kết hợp giữa sữa tươi và nước cốt dừa, quá tuyệt vời luôn. Và đây là thành quả này cả nhà ơi, trời ơi quá ngon luôn cả nhà ơi. Sau một bữa ăn tiệc tùng với các món nướng, món xào, món chiên đó, thì cảm giác đã ngán rồi phải không? Kết thúc bằng món ăn bằng một món tráng miệng với nước sữa tươi, nước cốt dừa béo béo thơm thơm cùng thạch xoài ngọt liệm, thạch nha đam sực sực, trời ơi quá tuyệt vời cho một món tráng miệng kết thúc bữa ăn các bạn nha. Đó, với các bước rất đơn giản thì chúng ta đã có món chè hạch nha đam xoài cực kỳ ngon và bổ dưỡng nha cả nhà ơi. Rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món ăn này nhé. Đó, nếu thấy hay thì cho Nguyên cứ một like, một đăng ký, một share nha. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.